Ê bà. Hả? Bà có gặp bác sĩ Khiêm không? Không, tôi không có gặp. Chết rồi bà ơi. Tôi á gọi điện thoại cho bác sĩ Khiêm hoài mà không có được bà ơi. Tôi không có biết đâu, tôi đang bận mà. Hai người có kết cục như ngày hôm nay là do các người tự chuốc lấy thôi. Nếu hai người biết yên phận thì mọi chuyện đã khác rồi. Dạ chào anh. Cô đã gọi nhắc lịch phẫu thuật cho bác sĩ Kim chưa? Dạ em có gọi rồi mà không có liên lạc được. Vậy à? Không liên lạc được? Dạ. Còn y tá Tuyết đâu? Dạ đó thì em chưa gọi. Dạ bây giờ em gọi. Dạ có gọi rồi mà cũng không liên lạc được. Bằng mọi giá cô phải liên lạc được với họ. Dạ. Cả hai muốn nghỉ phép dài hạn hả? Sao mà dám âm thầm bỏ ca mổ như vậy? Làm sao mà tôi điều người đứng thay ca mổ kịp? Đúng là vô trách nhiệm. Cô liên lạc cho tôi đi. Dạ em biết rồi. Dạ chào trưởng khoa. Tới giờ này mà vẫn chưa đến làm việc thì chỉ có thể đang trên đường đến gặp Diêm Vương rồi. Alo, tôi nghe đây. Chào ông. Tôi xin báo với ông là nhà của bác sĩ Khiêm đã bị nổ. Bác sĩ Khiêm đã chết, còn y tá Tuyết đang trong tình trạng nguy kịch. Gì? Hả? Bác sĩ Khiêm à? Dạ. Rồi cô Tuyết hả? Dạ. Trời ơi. Được rồi, cảm ơn nha. Dạ không có. Dạ. Ba ơi, tới bây giờ mà bác sĩ Khiêm vẫn chưa tới nữa. Còn một tiếng nữa thôi là ca mổ quan trọng sẽ tới rồi. Bây giờ con không biết phải tìm ai để thay vào đó nữa. Một mình anh Minh thì không thể làm xuể được. Ba chắc phải phiền tới ba rồi. Trời, con xin lỗi bác vì đã không linh động dự trù từ trước để bây giờ phải phiền đến bác như vậy. À, con xin lỗi. Ba mới nhận được tin bác sĩ Khiêm vừa mới bị chết vì tai nạn. Hả? Còn cô Tuyết thì bị thương rất nặng, sợ là không qua khỏi được. Sao? Hả? Sao lại có chuyện vậy được? Nghe nói ở căn hộ cậu ấy phát ra tiếng nổ lớn nên công an đang điều tra coi nguyên nhân là do đâu. Sao lại có chuyện như vậy? Vậy mà con không biết, con lại tính kỷ luật cậu ấy nữa. Con thì là tệ quá. Không sao, chuyện ngoài ý muốn, con không biết nên không có lỗi đâu. Bác thật sự rất là đau lòng vì dù gì gia đình bác và Khiêm cũng có mối thâm tình. Nó lại là một bác sĩ giỏi. Bây giờ bác sĩ Khiêm mất đi là một tổn thất lớn cho bệnh viện A Châu của mình. Ba ơi, bây giờ Tuyết đang ở đâu vậy ba? Rồi còn xác của anh Khiêm nữa. Đang ở một bệnh viện khác. Công an mới liên hệ với ba nè. Đã báo với ba mẹ của cô ấy ở nước ngoài để về nhận xác cậu ấy. Anh ấy là con một trong gia đình, chắc là ba mẹ của anh đau lòng dữ lắm. Để con tới an ủi chia buồn. Dù gì con cũng là bạn gái cũ của anh Khiêm. Được rồi, ca phẫu thuật này ba sẽ đứng thay Khiêm. Bây giờ mình chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Đi con. Cho ly cà phê đá em ơi. Dạ. Lâu lắm rồi anh mới hẹn em đi cà phê. Bộ có chuyện gì hả? Bộ có chuyện gì mới rủ em đi cà phê được hay sao? Anh em lâu ngày gặp nhau tâm sự cũng được vậy. Có lần nào anh hẹn em ra cà phê mà không chửi mắng em đâu. Riết rồi em bị ám ảnh hai chữ cà phê luôn đó. Mày không làm gì sai hết thì làm gì tao chửi đến mày? Hên xui, tâm trạng của anh vui hay buồn làm sao mà em biết được. Vậy hôm nay anh muốn tâm sự chuyện gì đây? Ngày hôm qua đã có một người cho tao biết, có một người đàn ông đã đẩy mấy anh xuống sông. Mày sao vậy? Sao mặt mày của mày tái mét vậy? Có ai nghe tin vợ mình bị sát hại
mà mặt mày hồng hào được đâu anh. Tao tưởng trong lòng mày, may anh chỉ là hòn đá cản đường thăng tiến của mày thôi chứ. Không ngờ nghe tin cô ấy bị giết chết, mày cũng còn biết xúc động hả? Anh nói gì kỳ vậy? Em có phải động vật máu lạnh đâu mà không biết đau. Dù gì thì cô ấy cũng từng là người thân của anh em mình mà. Người thân? Vậy còn chuyện bác sĩ Kim chết, mày cũng biết rồi phải không? Sao anh biết chuyện đó? Tin tức của anh cũng nhạy quá ha. Vì sao tao biết? Mày không cần quan tâm. Tao chỉ thấy lạ là những người hiền ở xung quanh mày từ từ đều bị chết mà thôi. Anh tiếp xúc tự nhiên người ta bao lâu mà anh biết được người ta hiền lành? Anh nói như vậy khác nào anh ám chỉ em là người hại họ. Tao chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Mày đâu cần phải khẩn trương như vậy. Tao đã tiếp xúc với bác sĩ Kim rồi, nên tao đủ biết bác sĩ Kim tâm tính ra sao. Dù sao thì cậu ấy cũng tốt hơn mày. Em nói đâu có sai. Anh hẹn em ra uống cà phê chỉ có cãi nhau, chứ không hề có tâm sự. Thật ra anh muốn biết chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Không có gì hết. Tao chỉ muốn báo cho mày một số chuyện mày chưa nghe thôi. Vậy còn chuyện gì nữa? Tao nghe tin công an khám nghiệm hiện trường ở căn hộ của bác sĩ Kim bị giết chết đã có kết luận, có kẻ đã gửi bưu phẩm cho cậu ta, và chính bưu phẩm ấy đã phát nổ. Có lẽ là do âm mưu của kẻ muốn giết chết bác sĩ Kim. Hình như chủ đề hôm nay anh muốn nói là về người chết phải không? Con người sống chết đều là có số. Anh có bàn tán hay là xót thương cũng đâu có làm cho họ sống lại được. Nhưng tao cũng không ngờ mày có thể nói ra những lời vô tâm như vậy, khi chính đồng nghiệp, những người thân quen của mày lần lượt ra đi. Ngày nào em cũng phải đối mặt với biết bao nhiêu người mới thấy sống đó, rồi qua ngày sau lại chết liền. Em đủ mệt mỏi lắm rồi anh hai à. Anh đừng nói tới chuyện sống chết nữa có được không? Nói như mày, vậy thì tất cả bác sĩ đều có quyền dửng dưng trước cái chết của những người thân quen hay sao? Dẹp đề tài này đi. Em không muốn cãi với anh thêm nữa. Bây giờ em chỉ muốn sống cho mình thôi, không muốn quan tâm tới chuyện của bất cứ người nào nữa. Anh cũng nên vậy đi, đừng có quá để tâm tới chuyện người khác. Đừng để làm mất thời gian của mình, mà cũng không giúp ích gì được cho người ta đâu. Bây giờ em có việc ở bệnh viện, em phải về giải quyết trước đây. Không biết là cô ấy còn hôn mê tới bao lâu nữa. Em cũng nóng lòng muốn biết ai là người độc ác ra tay với một người tâm trí không bình thường giống như Mai Anh. Còn anh mong người đó không phải là người mà anh đang nghĩ tới. Anh nói gì vậy? Đâu có gì. Anh chỉ nói là anh cũng mong tìm được người ra tay độc ác vậy mà. Bác sĩ, thời gian của tôi còn được bao lâu vậy hả bác sĩ? Nếu cô cứ giữ cho tâm trạng của mình
thoải mái, vui vẻ và lạc quan, thì tôi nghĩ là khả năng sẽ là trên 3 tháng. Còn ngược lại thì... Thôi, bác sĩ nói vậy là tôi hiểu rồi. Anh có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Sao em lại ở đây vậy? Em sợ anh đói bụng, cho nên tính qua đây rủ anh đi ăn. Em đang đi ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng la hét của anh, cho nên chạy vô đây liền nè. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Chẳng qua là anh gặp ác mộng thôi. Chắc thời gian này anh vừa lo làm luôn công việc hai cho Kim, lại vừa lo chuyện đám cưới của hai đứa mình nữa, cho nên áp lực quá vậy mà. Anh ổn, không sao đâu. Mà sao tự nhiên bữa nay chỉ có một mình anh trực vậy? Bình thường phân ca là hai người trực mà. Gia đình của y tá trực chung với anh có việc đột xuất, cho nên cổ xin anh đi khoảng 2 tiếng rồi quay lại. Anh thấy anh ở đây một mình có thể lo liệu được, cho nên anh đã dịch cho bé về rồi. Anh làm việc khuya quá. Anh làm việc một mình em không có yên tâm. Em ở lại đây với anh nha. Ngày cô thành hôn, mẹ sẽ tặng cho cô một món quà có như bù đắp phần nào thu thiệt thời gian qua con phải gánh chịu. Hào ơi, hãy cho mẹ cơ hội để mẹ được bù đắp phần nào những tội lỗi của mẹ đã gây ra sự bất hạnh cho các con. Sao giờ này mà mẹ chưa tới nữa? Khách khứa đông đủ hết rồi. Nãy giờ ai cũng hỏi ba em về bà xui hết. Hay là anh thử liên lạc với trợ lý của mẹ coi sao. Để anh gọi, em ra tiếp khách đi. Dạ, anh đi đi. Là tôi đây. Sao giờ này bà ấy chưa tới? Không lẽ bà ấy muốn khách bên đàn gái coi thường tôi à? Cái gì? Không khỏe hả?
Vậy thì mọi người tới tiêm thuốc trợ lực cho bà ta đi. Nhanh lên, sắp làm lễ rồi. Nè, nhớ nhắn với bảy phải tìm một lý do nào đó hợp lý giải thích cho việc đi trễ này nghe chưa. Bà tính dở trò gì nữa đây? Thế tôi dễ tha thứ quá. Làm tới hả? Anh ơi, sao rồi? À, không sao đâu. Chỉ có một số công việc đột xuất cho nên là mẹ anh đang trên đường đi. Yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ làm cho con trai cưng của mẹ mất mặt đâu. À, giờ này sao vẫn chưa thấy Diệt Linh đưa Hào tới? Chắc là nó có việc nên không tới được. Mẹ em nghĩ chắc là do mặc cảm cho nên không dám tới dự lễ cưới của giới thượng lưu đâu. Anh đừng quan tâm nữa. Mình đi anh. Em của anh vẫn hiền lành xinh đẹp như vậy mà. Ở dưới đó có ai ăn hiếp em không? Anh hy vọng em sẽ không phải chịu khổ như ở trên này. Hôm nay là ngày cưới của thằng Minh với con gái giám đốc bệnh viện. Đáng lý ra giờ này anh phải ở đó để chúc mừng cho em trai của mình bước qua một bước ngoặt mới của cuộc đời. Nhưng anh không làm được em à. Anh nghĩ đến em đang nằm cô đơn ở đây một mình, rồi nghĩ đến nó đang hạnh phúc vui sướng trong cuộc sống giàu sang. Anh thấy giận bản thân mình nhiều lắm. Anh lúc nào cũng nghĩ mình là anh, mình sẽ dạy được em của mình sống đúng với đạo lý con người. Nhưng càng lớn anh càng thấy khoảng cách giữa anh và nó xa quá. Xa từ trình độ cho đến vật chất, và luôn cả mục đích sống. Cho tới ngày hôm nay, nó không còn là một đứa em trai ngoan hiền yếu ớt của anh như trước kia nữa rồi. À, em còn nhớ Tuyết không? Cô bạn thân của em đó. Cô ấy đã nhìn thấy người sát hại em, nhưng cô ấy đã bị tai nạn và đang nằm hôn mê ở bệnh viện. Nếu em có linh thiêng thì hãy phù hộ cho cô ấy mau tỉnh lại, để anh... Mặc dù anh không muốn nghĩ đó là thằng Minh, nhưng anh vẫn không thể xua đi ý nghĩ đó. Nhưng anh hứa với em, nếu nó là kẻ tán tận lương tâm như vậy thì chính tay anh sẽ đưa nó vào tù. Kính thưa quý vị quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách, tất cả mọi người trong chúng ta ở đây ai cũng có một khoảng thời gian rất dài sống trong cảnh tăm tối. Vâng, quý vị đang thắc mắc không biết tôi đang nói về điều gì phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, khoảng thời gian đó là 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ. Và từ một giọt máu đỏ ban đầu, chúng ta đã hình thành nên cơ thể và trưởng thành như ngày hôm nay. Và tất cả từ ánh sáng, tương lai, trí tuệ và ngay cả dòng máu đang chảy trong huyết quản của tất cả chúng ta đều là do cha mẹ ban cho. Thưa quý vị, chính vì vậy mà trong giây phút thiêng liêng trang trọng này, tôi xin được hân hạnh thay mặt cho tân lang và tân nương, xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị quan khách song thân của cô dâu và chú rể lên sân khấu. Xin một tràng pháo tay thưa quý vị.
quý vị quan khách. Cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã dành thời gian quý báu đến đây để tham dự lễ thành hôn của con chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi đã đến trễ, không đón tiếp quý vị một cách chu đáo. Sở dĩ có sự trầm trễ này là do tôi chuẩn bị một phần quà tặng cho đám cưới của con trai tôi. Có lẽ được ông trời thương và hiểu ra tấm lòng của tôi nên đã giúp cho mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ. Và tôi cũng đã đến kịp lúc để hai cháu chuẩn bị hành lễ. Dạ. Và đây là số cổ phần tôi vừa bí mật chuyển nhượng cho con trai tôi. Con hãy cầm lấy và đóng góp vào Á Châu. Mẹ hy vọng món quà cưới này sẽ gây bất ngờ cho con. Bây giờ Á Châu chính là máu thịt của ba vợ con, của vợ con và cũng là của con. Vì vậy mẹ mong hai vợ chồng con dành hết tâm huyết để cho Á Châu ngày càng phát triển và vững mãi. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Mẹ. Và bây giờ xin mời quý quan khách nhập tiệc. À, kính thưa các vị, như nãy giờ tôi đã trình bày rồi và chúng ta cũng đã bàn bạc, chúng ta cũng đã coi như là cởi mở tất cả cái công việc của bệnh viện chúng ta. Cần thiết như thế nào, yêu cầu như thế nào để chúng ta đáp ứng. Bây giờ tôi cần sự ý kiến cuối cùng, đó là biểu quyết. Ai đồng ý cho trưởng khoa Minh với chức vụ mới là phó giám đốc bệnh viện, chúng ta hãy bầu qua phần nhắn tin qua app để bình chọn. Xin mời bắt đầu. Bình chọn cái gì? Tôi đồng ý. Chị đồng ý. Thì cũng được. À. À, tất cả đã xong rồi chứ gì? Nè con. Dạ. Con mở kết quả biểu quyết lên cho ba. Dạ ba. Dạ đây là tổng số phiếu. Như các vị đã thấy ở trên bảng kết quả thì đã nói lên sự đồng tình của tất cả các vị. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các vị đã bình chọn đồng ý cho trưởng khoa Minh bây giờ chức vụ mới là phó giám đốc của bệnh viện. Xin chúc mừng. Kính thưa các vị, vậy là bữa họp hôm nay chúng ta đã rất thành công. Và một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn tất cả các vị đã đến đi họp biểu quyết một kết quả rất là quan trọng của bệnh viện Á Châu. Và bây giờ thì tôi xin tuyên bố bữa họp hôm nay bế mạc và ai giàu công việc nấy. Đồng tiền đi trước đúng là đồng tiền khôn. Nếu mình không ra tay mua chuộc trước một số người trong đội ngũ y bác sĩ, kết quả sẽ không mỹ mãn như thế này. Chúc mừng nha. Cảm ơn. Cố gắng lên. Cảm ơn nha. Chúc mừng cậu. Dạ cảm ơn. Chúc mừng bác sĩ Minh. Dạ cảm ơn. Chúc mừng bác sĩ Minh. Dạ. Cảm ơn anh. Vậy là xong thủy lâm môn ha. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng bác sĩ Minh. Dạ. Dạ cảm ơn. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Chúc mừng anh. Anh mới vừa thanh lọc một số bộ phận trong bệnh viện đúng không? Ừ. Anh đúng là cậy quyền quá rồi đó. Thật ra họ nói về anh sao cũng được. Họ nói là anh có mẹ chống lưng. Họ nói là anh không giỏi bằng bác sĩ Kim. Họ nói là anh dùng miệng lưỡi để cưới được em. Tất cả anh đều nhịn được hết. Nhưng khi anh nghe được họ nói là em là người phụ nữ bội bạc, bỏ bác sĩ Kim để chạy theo anh, họ nói em tu mấy kiếp mới lấy được người trẻ tuổi và được anh nuông chiều,
những điều đó anh không thể chấp nhận được. Anh không muốn bất kỳ ai đụng tới em. Những người đó đáng bị đẩy ra đường. Em hiểu là anh đang làm gì. Chồng của em thiệt là đáng yêu. Bảo vệ vợ là trách nhiệm của một người làm chồng mà. À, bây giờ anh mới nhớ chuyện này. Hôm họp hội đồng quản trị biểu quyết cho anh lên giữ chức phó giám đốc, tại sao ba lại đưa Diệt Linh vào tham gia buổi họp? Chắc là bà thấy nó rảnh quá, không có chuyện gì làm, cho nên mới đưa nó vào bệnh viện thôi. Anh thì không nghĩ đơn giản vậy đâu. Có thể là ba muốn cho cô Út tập làm quen với môi trường làm việc ở đây. Ý của anh là ba sẽ đưa nó vô đây để làm việc sao? Mà làm cái gì mới được chứ? Bệnh viện đâu cần có bộ phận tư vấn luật. Chẳng lẽ em quên lời hứa của ba trước kia rồi sao? Em nhớ chứ. Ba nói là ba sẽ giao quyền quản lý bệnh viện cho vợ chồng của mình. Vậy em có biết khi nào ba sẽ thực hiện lời hứa đó không? Hay là ba đã thay đổi, muốn đưa cô Út vào để cùng vợ chồng mình quản lý? Không thể nào có chuyện đó được. Em và anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức vào bệnh viện này rồi. Con nhỏ kia nó đâu thể nào mà vào đây dành với mình một cách dễ dàng như vậy. Quyền quản lý lúc nào cũng là của vợ chồng mình. Vậy thì em đi đòi lại quyền lợi cho vợ chồng tụi mình đi. Hey, nếu chuyện này không giải quyết rốt ráo, anh sợ để lâu sẽ phát sinh nhiều điều không hay.